Anh xin chào tất cả mọi người đang xem video của mình nhé. Mấy bữa nay thì mình nhận được rất là nhiều tin nhắn của anh em gửi về cho mình với cái nội dung á là nhờ Nhân chia sẻ cái cách mình lựa cá như thế nào để chọn được những em cá ưng ý. Đây là một trong những cái câu hỏi mà rất là khó trả lời nha. Nhưng mà thôi anh em hỏi mình thì mình sẽ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm giống như là lúc trước mình mua cá trong hồ của mình á. Thì bây giờ mình chia sẻ đến tất cả mọi người để anh em nào đã xây hồ xong rồi. Mình đang chuẩn bị đi mua cá thì mọi người có thể là tham khảo một vài cái chi tiết sau đây để mình lựa được những em cá ưng ý nha. Lưu ý là mọi người, đây là cái quan điểm cá nhân thôi, và những cái mình chia sẻ nó chỉ dành cho cá Việt thôi nha mọi người, hoặc là cái F1, những con cá rẻ tiền thôi nha. Còn nếu mà anh chị em cô chú mình muốn mua những con cá nó đắt tiền, cá Nhật, cá có giấy tờ thì cái đó mình sẽ lựa theo cái tiêu chuẩn nó khác nha. Còn cái mình chia sẻ ở đây nó chỉ dành cho những anh em chơi cá bình dân, cá Việt với lại cá F1 trở lại thôi. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Thì đối với lựa cá có rất là nhiều cái yếu tố nha, nhưng mà mình sẽ nêu ra ở đây 3 cái yếu tố chính thôi mà mọi người anh em đi mua cá thì mình có thể là tham khảo để mình lựa chọn được những em cá ưng ý, mà khi mà thả vào bên trong hồ á nó sẽ hạn chế được ở cái mức thấp nhất cá của mình bị bệnh nha. Cái đầu tiên, ví dụ như mọi người ra ngoài trại hoặc là ngoài tiệm cá đó, thường thì người ta sẽ dưỡng cá trong một cái tan hoặc là một cái chậu gì đó. Mọi người sẽ để cái tay xuống, sau đó mình sẽ chú ý quan sát. Mình thấy những cái con nào mà nó bơi khỏe mạnh á, nó lại nó nút tay của mình, thì anh em sẽ lựa những con đó. Mình bắt ra bên ngoài cái thao ha, lựa nhiều lên. Ví dụ như mình mua 5-7 con thì mình lựa tầm cỡ khoảng 20 con. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành, mình dạt đi, mình lấy những cái con đẹp thôi. Thì bây giờ lựa những cái con đẹp, mình sẽ chọn hai cái yếu tố: dáng và da. Dáng thì anh em coi cái body nó đó, đừng có lựa những cái con nào mình dây nó ốm quá thì về mình nuôi cái body nó không phát triển được á, nhìn nó không có được đẹp. Anh em lựa cái đầu nó hơi tròn nè, cái mình của nó hơi thon tí xíu, đừng có ngắn quá mà cũng đừng có dài quá. Nói chung là tùy theo mắt thẩm mỹ thôi. Còn nếu mà anh em ra ngoài tiệm luôn mà thấy con nào đẹp thì cứ lụm con đó thôi. Đó là cái vấn đề về dáng. Vấn đề về da thì cái màu sắc của nó mọi người, màu sắc thì anh em lựa cho nó cái màu nó hơi sáng một tí xíu, nó rõ rõ thôi, chứ thật sự cá Việt mà những cái con cá già giống như cá của mình thì không thể nào mình lựa được những cái con chuẩn được. Thì đó là ba cái yếu tố mà theo mình nghĩ là anh em nào đang chuẩn bị mua cá mới, đặc biệt là cá Việt, những con cá nó rẻ tiền á, thì mình có thể là áp dụng ba cái yếu tố này để mình lựa được những con cá ưng ý nha. Ưng ý đây có nghĩa là nó khỏe mạnh, cái màu sắc nó tạm chấp nhận được, và cái body nó nhìn cũng được thôi, chứ không thể nào nó đẹp xuất sắc được giống như những con cá F1 tuyển chọn hoặc là những con cá Nhật nha mọi người. Đó, thì khi mà mình mua cá thì chủ yếu là về thả cá vào bên trong hồ của mình á, nó khỏe mạnh, nhanh chóng nó hòa nhập vào bên trong đàn. Thì mọi người cứ áp dụng theo ba cái yếu tố mà ngày trước mình từng áp dụng để mà mình đi mua cá đó. Thì mong rằng video này sẽ giúp ích được cho nhiều anh em đang chuẩn bị bổ sung cá vào bên trong hồ của mình, có thể là lựa chọn được những con cá đẹp nha. Thì mình xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất. Mình chia sẻ những mẫu hồ mới, những cách làm lọc mới lên kênh để cùng với là mọi người tham khảo nha.